em cũng trải qua được một mối tình rồi, em cũng yêu nhau được 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng đi, nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Nào, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Rồi đi em. Bây giờ nào bạn nữ, chúng ta giới thiệu về bản thân mình đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, đến anh Quyền Linh và toàn thể khán giả đang xem tại trường quay, cũng như khán giả đang xem trên truyền hình. Em tên là Lê Nhật Minh Trang, em sinh năm 1993. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng ạ. Nhân viên ngân hàng, wow. Dạ, mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Kiếm Anh, em năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh tại Nguyễn Kim. Em quê ở đâu? Em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn gái. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ thì ưu điểm của em là trong công việc thì em làm việc rất là nhiệt tình và chăm chỉ. Còn trong cuộc sống thì em cũng là một người hòa đồng, vui vẻ. Và em rất là thẳng thắn trong những mối quan hệ thì em rất là rõ ràng. Rồi em có cái điểm xấu gì không? Tật xấu gì không? Hiện tại thì em đang sống với mẹ, cho nên là công việc nhà nấu nướng thì cũng có mẹ lo, cho nên là em nấu ăn cũng chưa được ngon lắm. Cái đó cũng chưa phải là tật xấu đâu. Bạn ơi! Dạ. Bạn sao? Dạ, ưu điểm của em là em chắc là sự tự tin. Với lại em hòa đồng, vui vẻ trong công việc. Tật xấu của em thì chắc là em ngủ thì hơi ngáy to lắm. Nó xấu đó là thuộc về một trong những cái bệnh lý của nhiều người. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, không, em thì không có hút thuốc, không có uống rượu gì hết. Trời, quá tốt. Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thích đi ăn những món ngon. Em thì không có ngại xa, ví dụ như nhà quận 12, nhưng mà nhiều khi em thèm ăn hủ tiếu quận 8 thì em có thể chạy từ quận 12 qua quận 8 được. Sở thích của em cũng là sở thích của nhiều người đấy em. Còn sở thích gì nữa không? Dạ em thích cái này thì cũng nói ra cũng hơi ngại, nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là em cũng thích hôn. Thích hôn hả? Thích hôn hả? Thích hôn hả? Dạ. Trời ơi, thực sự em là một cái người mà thành thật nhất á, đàn ông ai cũng thích hôn á, mà ít ai mà dám tự thú nhận lắm á. Đó, em thú nhận giùm danh Quyền Linh em luôn đó. Em được mấy người rồi? Em cũng không nhớ nữa. Tức là em thích hôn một người nào đó biết hôn á. Biết hôn. Là sao? Tức là hôn tùy hoàn cảnh hả chị? Ví dụ như là đi chơi giỡn qua giỡn lại vui vẻ, hôn nhẹ cái chốc dễ thương dạng vậy. Cái đó ai không biết ông ơi. Không thấy ai biết hôn hôn qua lại được liền à? Không, cũng tùy người. Cũng có nhiều người không biết hôn, mình phải chỉ người ta đi. Chỉ luôn hả? Ôi dữ vậy ta. Dạ. Cái này tìm hiểu sao đi. Linh ơi. Hả? Linh biết hôn không? Ai biết. Lúc biết lúc không. Nói chứ em biết hôn không? Dạ, cái đó thì khi mà cái đó là một cái gia vị rất là tuyệt vời cho tình yêu rồi. Gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu mà mình yêu nhau thật lòng thì em nghĩ cái đó cũng không phải là phải học gì đâu ạ. Nó là bản năng rồi. Dạ, cái đó là bản năng rồi. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Dài nhất là mấy năm? Dài nhất là hơn 2 năm. Ngắn nhất thì khoảng trong giai đoạn tìm hiểu khoảng 2 tháng. Sau 3 mối tình đó thì em thấy mình có lỗi gì hoặc là cần điều gì để bổ sung cho mối tình mới nhất này? Chung là em rút được kinh nghiệm là tại cái lúc mà em chia tay cái mối tình lâu á, là tại vì em hy sinh cho người ta quá nhiều, nhưng mà cái người đó thì không có hy sinh lại cho em. Với lại là lúc đó thì điều kiện kinh tế em chưa được phép để mà em có thể làm được cho người ta nhiều hơn. Bây giờ kinh tế đủ sức chưa? Kinh tế em thì khá hơn hồi xưa rất là nhiều. Chuẩn bị lấy vợ được chưa? Dạ được. Có đủ chưa? Dạ cũng rồi. Còn em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng trải qua được một mối tình rồi ạ. Bao lâu cơ? Dạ cũng cách đây 1 năm rồi ạ. Nhưng mà yêu nhau được mấy năm? Dạ tụi em cũng yêu nhau được 2 năm ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng, nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Nên là tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, em gái? Cái mẫu hình lý tưởng của em á? Mẫu hình lý tưởng của em thì cũng bình thường thôi ạ. Vui vẻ và tự tin, hòa đồng và biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì
Cao hơn em một tí. Cao hơn em là phải cao bao nhiêu? Dạ, khoảng 1m7. 1m7 đó lên, có cần phải đẹp trai rồi? Dạ, dễ nhìn là được rồi ạ. Dễ nhìn thôi. Dạ, vâng tại ạ. Vì có nhiều người á đòi hỏi cũng cao lắm. Dạ. Phải gợi cảm, phải duyên dáng, rồi phải có lông. Kỳ lắm. Ừ, em có muốn vậy không? Dạ, ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, mà quan trọng là bản thân người đó có như thế bản nào thân đó thôi, đúng không? Dạ. Chào ngoại em. Thay đổi theo thời gian hả? Có những ngoại hình không thay đổi theo thời gian được em ơi. Đâu có chuyện mà Linh cứ cà khịa hoài là vậy. Linh muốn cái gì? Đó, chị mệt, có nói gì chị mệt cái nhà trai nhà em lắm luôn á, chị nói thiệt. Không lẽ giờ tôi đưa bạn gái đi về không có gả nữa. Không gả nhưng mà tôi không nói gì đâu. Em, chị hỏi dạ. Em nè, cái người bạn gái mà em nghĩ trong đầu phải là như thế nào? Em thì em không có một cái gọi là gán ghép một cái hình ảnh một người nào đó trong vô người bạn gái của em hết. Chỉ cần người đó hiền với lại hiểu chuyện là được rồi. Còn biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng, tại vì bản thân em biết nấu ăn. Ví dụ như bạn gái em không ăn được thì sau này về em muốn nấu ăn thì bạn em ăn, cho vợ em ăn. Em không thích cái gì, không thích điều gì ở người bạn gái? Người bạn gái em không thích là chắc là không chung thủy thôi. Còn ngoài ra gì nữa? Ngoài ra cái gì cũng được chị. Cái gì cũng được, dạ. Trời ơi, em dễ dãi quá. Em trong tình cảm thì em hiền lắm. Ừ, dạ. Cái anh này anh dễ thương mà anh dễ dãi quá luôn á. Em không đòi hỏi gì cao siêu. Đó, em thấy những cái điều tâm sự của bạn trai em thấy sao? Dạ thì nghe bạn tâm sự thì em cũng nghĩ là bạn cũng là một người chững chạc, đàng hoàng. Hoàn hảo đó. Dạ, ừ. Em sẽ đợi tới... Để xem, dạ, để xem như thế nào đúng không? Chào em gái. Dạ, em chào anh. Rất là xinh đẹp ha. Nói chung là đàn trai cũng cao ráo. Theo tiêu chuẩn đàn gái đưa ra thì cũng đáp ứng được 80% trở lên. Khoảng bao lâu thì bên đàn gái cho đàn trai bước tới nè? Dạ thì khi mà tình yêu á là mình phải có sự rung động đầu tiên trước. Thì khi nào mà trái tim rung động rồi á thì mình mới bắt đầu tìm. Coi như hai người đều muốn rung động trước đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình mới bắt đầu tìm rung động hay không nha. Dạ vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Ờ là coi như là mình đồng phục hết đó phải không? Dạ vâng. Rồi, dì với chị họ với bạn thân. Xin chào hai MC xinh đẹp, cô Hồng Vân và chú Huyền Linh, cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là dì của Minh Trang, đến với chương trình Hẹn Hò rất hay. Chỉ cảm thấy hai trái tim rung động thì bấm nút. Gia đình tôi rất là tôn trọng con cháu, nếu nó rung động nó bấm nút chứ còn không ý kiến. Dạ. Cảm ơn dì. Chúc cho chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thành công hơn. Rồi, cảm ơn thằng gái. Thằng trai đi với ai vậy? Em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Đại diện thằng trai. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và rồi, tất cả mọi con. Người ở đây. Dạ, thì con là em trai cũng như là đứa em làm chung với anh Kiếm Anh ở trong công ty Nguyễn Kim. Anh Kiếm Anh trong công việc á, thì là một người rất là năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là biết lắng nghe. Nếu mà tiến tới được với nhau á, thì ảnh có thể là một bờ vai rất là chắc. Quá chắc luôn. Cho chị gái ở bên này. Dạ. Về chị gái bên này thì thực sự rất là xinh, dễ thương. Và đặc biệt là cái giọng nói nghe cực kỳ ấm và đã nữa. Đã nữa. Thì, nếu là chị... con có bấm nút không? À, dạ, bấm luôn. Bấm luôn? Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn con. Mở rào đi hả? Được đó. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em ngày nào cũng tươi như bó hoa này á. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có một quyển sách muốn gửi đến tặng anh. Cuốn sách này thì rất là hay và em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, rồi cái dù này có tặng không? Em tặng anh một món quà nữa, nho nhỏ. Em tặng anh một cái dù. Ý nghĩa là nếu như mà dù này thì che nắng che mưa, nếu như mà nên duyên nên phận thì mình đưa nhân tiền. Cảm ơn em. Ôi. Dù này che nắng che mưa, nếu lên duyên vận mình đưa nhau gì à? Ghê thật. Anh chào em. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nói chuyện tiếp với nhau. Dạ vâng. Thì anh cũng chờ đợi giây phút này cũng từ lâu rồi. Tại vì anh thấy qua cách nói chuyện ở lúc mà chưa kéo màn á, thì anh thấy anh cũng game rất là hợp. Thì không biết là kéo màn ra rồi em thấy anh em có màn đâu cảm... kéo. kéo rào. Kéo rào rồi em thấy anh có khác gì so với cái mường tượng trước đây của em không? Em cũng nghĩ anh là một người ấm áp và nhiệt huyết trong công việc, với lại có tinh thần cầu tiến. Thì nói chung đó là những cái đức tính mà rất là tốt ở một người đàn ông. Còn anh thì thấy em rất là xinh, rất là dễ thương. Hoa thì anh tặng em rồi, anh sẽ có một phần quà nữa để tặng cho em. Vâng ạ. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có dạ, thể
Mở em hãy ngồi cái... xuống và mở nó ra. Dạ vâng ạ. Em để lên bàn là em biết là cái gì liền. Đó là con búp bê lật đật á. Dạ, em cũng à lật đật. Tại sao lại tặng lật đật em hỏi đi. Dạ. Thì em cảm ơn anh về món quà. Dù cho em xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù chuyện tình cảm hay là công việc, em cũng sẽ vượt qua, em cũng sẽ tự đứng dậy trên chính đôi thân của mình. Dạ. Giống như cơ chế hoạt động của con lật đật là dù cho có động đến như thế nào cũng không bao giờ ngã luôn được. Đó là ý nghĩa của anh tặng món quà cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em hiện tại là đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ở quận Bình Tân ạ. À, nhà anh qua quận Bình Tân cũng gần. Nhưng mà dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em nói trước đi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á, thì con cái đến mình đó là điều rất là thiêng liêng rồi. Nên là em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái. Tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi. Một điều thiêng liêng mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn ạ. Còn anh thì anh cũng giống như em, anh cũng không quan trọng là con trai hay con gái. Con thì trời cho, con nào cũng được, cũng là con hết. Dạ vâng. Rồi còn kinh tế thì như là đưa cho vợ giữ tiền rồi. Để chứ vợ giữ thì sẽ có được nhiều thứ hơn. Rồi vợ làm ngân hàng nữa đó, tiền đẻ ra tiền chứ không có đơn giản. Bây giờ em có thể tiến tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn gái một bài nào đó. Chúng ta vừa nắm tay để cảm nhận về về nhau ha. Mời em. Dạ em xin phép để anh nhìn nắm nhau tay em. Trò chuyện nắm tay và nhìn nhau để cảm nhận. Em với lại mọi người bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, người cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua bao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng, vì em luôn à, quên rồi. Thôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hồi hộp quá. Cảm ơn anh ạ. Em hát đáp lại đi. Dạ thì em cũng xin gửi đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như là khán giả bài Chờ Đâu. Anh ơi có phải trời đã sắc đông, anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ái ân em đang chờ, chờ màu áo cưới cho em. Hai bạn này mà dắt tay nhau đi karaoke là không biết đứa nào hát hay hơn đứa nào luôn. Đứa nào hát cũng quá hay. Rồi ngồi trở về vị trí các bạn. Các bạn đã trò chuyện, cùng nắm tay, cùng cảm nhận. Và bây giờ thì chúng ta cùng để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại trái tim mình một lần nữa, xem thực sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu phải, chúng ta trao nhau cơ hội, chúng ta trao duyên cho nhau. Nếu không phải, chúng ta không cần bấm. Hãy sống thật với trái tim của mình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Dạ thì em xin đầu tiên em xin lỗi anh vì cái là cảm xúc hiện tại thì cái là chưa phải cái cảm xúc mà em đang đi tìm. Thì em hy vọng là em không bấm là vì em rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên là em mong là em sẽ nhường cơ hội lại cho những bạn khác. Và anh là một người rất là tốt và em tin như vậy. Và nhất định anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Và em xin lỗi anh tại vì... Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều về những tình cảm. Em không có lỗi điều này và em đã làm đúng trái tim của mình. Dạ vâng. Em đã có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chúng tôi trân trọng tất cả điều đó. Dạ. Ngày hôm nay các bạn đã sống thật bằng cả trái tim của mình. Và tôi tin chắc rằng trên truyền hình có nhiều người sẽ bấm cho các bạn. Dạ. Những món quà các bạn trao cho nhau hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Chào bà Liên Liên nha. Mời em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn nha. Em tên Ngô Thanh Phong, năm nay em 25 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, thiết kế lập trình website.
Bạn quê đâu? Dạ em quê ở Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre, nhưng mà hiện tại quê nhà em á thì ở Đắk Nông. Tức là quê Bến Tre nhưng giờ cả nhà mình sống ở Đắk Nông. Dạ đúng rồi. Bạn làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hương Linh ạ. Chào mọi người. Dạ em tên là Ngọc Ánh, nay em 24 tuổi. Em ở Tiền Giang ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên tư vấn ghi danh ở trường ngoại ngữ chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì có thể là nấu ăn được, còn điểm yếu thì hay nhút nhát. Rồi mời bạn trai. Em nghĩ là em cũng hơi nhát. Nhát luôn hả? Rồi dạ, hai người cùng nhát. Khi mà quý vị làm quen bạn gái thì em không biết nói gì. Nhắn tin là hầu như là em chỉ hỏi qua lo hỏi thăm vậy thôi, chứ em không biết kể chân vui cho mấy bạn gì. Mình nhút nhát vậy rồi mình trải qua được mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa. Lúc mà thời gian đi học á thì em thường để ý mấy bạn lớp phó học tập hay là lớp trưởng. Mấy bạn đó vừa xinh mà vừa học giỏi. Còn mình thì mình học dở, mình không có đeo đuổi được. Thế đó giờ bạn đeo đuổi không? Chưa có mối tình nào thực sự hết. Dạ đúng rồi. Còn trong trắng. Trong trắng thơ ngây. Chúc mừng bạn. Em thì có để ý một anh là lúc mà đi học sinh viên á thì có thích một anh đó, nhưng mà do tại em nhát quá cho nên em có thổ lộ cho người ta biết á, cái anh đó có bạn gái mà anh không biết. Đúng rồi. Sao giống bên kia quá vậy? Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ không, chỉ có một. Cũng một mối tình vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là cũng chưa có mối tình nào chính thức. Đúng rồi. Vậy hôm nay là mình quyết định chính thức nha, quyết tâm nha. Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa. Dạ chưa. Trời ơi, có chưa? Thôi quá. Chưa. Chưa luôn. Chưa. Chưa bạn gái rồi. Trời ơi. Hay quá. Hay đó. Ấy là có chuyện mình vui rồi đó. Khi mình hôn bạn gái mình thương yêu á, mình cảm giác sao? Thử cảm giác thử coi. À, cái này không nghĩ ra được. Không nghĩ ra hả? Trời ơi, một người 24 tuổi, một người 25 tuổi chưa hôn lần nào. Mình có kiểm tra giới tính mình chưa? Này em nghĩ là chắc chắn là em là nam mà. Chắc chắn là nam rồi. Có khi nào đọc sách về tình yêu để tìm hiểu này kia không? À, thật ra thì em đọc sách về chuyên ngành của mình, không có khi nào đọc sách tình yêu. Thấy chưa? Không phải là đọc sách tình yêu tìm hiểu để mình chinh phục đối phương thế nào chứ. Chị vẫn thắc mắc là trước giờ mình cũng duyên dáng vậy mà sao không ai đeo đuổi mình? Dạ, thật ra là có một số anh thích nhưng mà em không có thích á. Sao vậy? Cái tiêu chuẩn em cao quá hay sao? Dạ chắc cũng tại một phần là em hay khó tính trong việc chọn bạn trai. Rồi em đặt ra cái chuẩn, cái mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Em thích bạn nam của em cao, ngoại hình thì mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm hả? Có mũm mĩm không? Bên đây cũng hơi hơi mũm mĩm. Rồi gì nữa mà em? Hâm hối. Là em hơi hói chút. Hơi hói? Hơi hói được không bạn? Hói nhiêu phần trăm? 20%. Hói cũng 20-30% để tôi qua hỏi cô này có vụ hói nữa kìa. Anh, dạ. Chào em. Mỗi lần nghe hói là anh khó chịu à. Má hói mắc mớ gì cũng hết. Mấy người hói là thông minh lắm á. Mấy người hói là người ta dễ thương lắm. Mấy người hói chung thủy lắm. Mấy người hói nói chung là sâu sắc lắm. Đâu vậy cái thông tin hói chung thủy với sâu sắc ở đâu ra vậy? Tự anh nói. Có gì nữa không em? Nói luôn cho anh Linh anh kiểm tra. Đẹp trai. Đẹp trai, có đẹp trai. Khá đẹp trai lắm hả? Đẹp trai cỡ ai em nói đi. Em có hình tượng nào không? Đẹp trai cỡ Linh. Cỡ anh hả? Trời ơi. Vậy là mình cũng đẹp trai hả? Cảm ơn em nha. Giờ anh mới biết. Đó là thấy bạn nó chủ động là quan tâm mình hơn. À rồi, cái này là bạn này chưa có đâu. Anh sẽ đốc thúc cái chuyện đó chưa? Rồi, cảm ơn em, dễ thương quá. Đạt gái. Chị với anh lắm. Quyền Linh đây là hỗ trợ hai bạn. Không được thôi. Trời, bạn bên kia rù rì cái gì vậy? Dạ, càng dễ thương em càng không. Đàn ông nói lớn lớn lên xíu coi, nói gì mà rù rì rù rì không nghe được cái gì hết. Dạ. Bên kia dễ thương lắm, em cảm nhận sao anh nói vậy đó? Dạ em cảm thấy dễ thương là em thấy tự ti rồi đó. Tự tin rồi đúng không? Tự ti à, tự ti hay sao tự ti? Tại vì xinh quá thì em không theo đuổi được. Trời đất ơi. Trời ơi, gì mà gì phải tự tin lên chứ. Có anh bên cạnh, có gì anh lo cho. Đây nè, bình tĩnh tí à, tướng tá cao ráo đẹp trai. Đúng rồi. Lỗ tai này rất tốt, mai mốt rất giàu. Hơi hói chút thôi. Đâu có hói đâu, anh Linh cứ dùi dập nhỏ hoài. Quay quay quay. Dạ không hói. Không có hói được. Có hói chút, hói thì mình nói hói đi. Đi đâu anh sợ. Anh nói kìa. Hả? Cái này có bạn anh à, không có hói. Người ta khen anh đẹp trai, có nghĩa là bên đây cũng đẹp trai. À vậy nó đẹp trai hơn tôi. Rồi. Dạ. À bây giờ em có cái gì không thích ở người bạn gái không? Thật ra thì em thích mấy người gọi là đơn giản, truyền thống, người của xã hội quá, em không thích lắm. Hỏi ý là em không thích chị đó, ngắn gọn gì để cho nó dễ hiểu. Được rồi. Đẹp trai, cao to, được. Nói gì hồi mở lên ta thấy hói người ta la tôi nữa. Nữa. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi cô gái bên kia thế nào nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với em ruột em. Em ruột hả? Đó, em gái ruột ta dễ thương vậy đó. Trời ơi, anh ta dễ thương quá. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. À. Và em chào chú Quyền Linh. Dạ chú chào em.
À, dạ em chào chị Ánh ạ. Trước tiên em gặp chị Ánh thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là em ấn tượng vì chị Ánh rất là xinh, chị Ánh rất là dễ thương. Và ấn tượng thứ hai của em dành cho chị Ánh đó là chị Ánh là người Tiền Giang. Thật sự thì cái gốc của ba em là người Tiền Giang, cho nên là ba em rất thích những cái người con gái ở miền Tây, ở Tiền Giang, ở Bến Tre, đại khái vậy. Tại vì đó là những cái người mà khá là truyền thống, cho nên là em rất là thích chị. Và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Hôm trước khi đi thì ba em có nói là khi nào phát sóng để ba em đón, ba em xem. Và anh hai em thì em xin phép được thanh minh giúp anh hai em là thật ra anh hai em không có hói đâu, anh hai em chỉ là trán hơi cao. Với lại là trước khi đi gặp chị Ánh thì anh hai em chuẩn bị rất là kỹ. Anh hai em đi làm xong là cắt tóc liền. Cái bó hoa mà chuẩn bị lát nữa chị Ánh sẽ được nhận, đó là cái bó hoa mà anh hai em tự làm. Anh hai em không muốn tự mua để thể hiện cái thành ý của anh hai em đó. Con gái dễ thương quá chừng à. Nay làm gì ba người mặc quần áo giống nhau vậy? Dạ, thực ra thì ba tụi em mặc đồ giống nhau vì lý do là được gọi là bầy em gái đi theo á, cho nên là tụi em rất là chỉnh chu. Trời ơi, thấy quan trọng ghê chưa, lo cho anh hai anh hả? Trai thì đi cắt tóc ha, ba cô em gái đi theo chỉnh chu đồng phục luôn. Cảm ơn em nha. Bên kia đi với ai vậy? Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em chào, chào em. Chú Quyền Linh. Dạ chú chào em. Em chơi với chị Ánh cũng khá lâu rồi nên em cũng hiểu rõ cái tính của chị. Chị cũng khá hiền. Những cái đặc điểm mà những cái khuyết điểm mà anh nói á, như là hói hay là hiền anh nhút nhát á, thì cái đó không sao đâu. Chỉ nói như vậy thôi. Em nghĩ là anh chị nên cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu. Mình thấy là cặp đôi này thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Dạ, khoảng 90% ạ. Con số hơn em. Con số quá cao ha. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Xin mời. Anh có hả? Chị không được đáng nhờ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hát bài tặng bạn nữ cho nó không khí đi. Bắt đầu. Anh gặp em giữa trời đông bốn giá, mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như màn trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cánh ra muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Thấy em cũng cười rất tươi không? Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Rồi cảm nhận thế nào? Anh thấy em nói chuyện rất là dễ thương, hay dịu dàng. Xinh như xinh. Hả? Tại vì em run quá cho là không có nhớ được gì. Mình cứ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi các bạn, không cần nhớ gì hết á. Tại vì mình cái gì mình chậm hết ứng lắm. Mình cũng hay nói chuyện cũng dở nữa. Cho nên nếu mà để thông cảm được cho mình thì mình nhất định sẽ nói chung thủy. Nếu mà nhắn tin á thì mình nhắn tin rất là dở. Còn nếu mà gặp hay là nói chuyện điện thoại thì mình dễ nói chuyện hơn. Không có cần nhắn nhiều, chỉ cần nói là anh yêu em, anh yêu em, nhắn hoài tràn ngập luôn. Có gì đâu. Mình muốn là cái mối tình giữa anh với em nó sẽ bắt đầu từ từ, từ bạn bè. Rồi nói chuyện nó rất là tự nhiên, rồi từ từ tình cảm nó sẽ nảy sinh lúc nào mình không hay luôn. Rồi lúc đó là mình thân nhau, rất là thân, rồi lúc đó chuyện mà cưới nó cũng rất là dễ dàng. Chứ không phải là vù dập như những cái cuộc tình mà người giống như cuộc tình khác. Ra lúc nãy nói không thích hói, nhưng mà mình anh thì cũng không có hói lắm. Em thấy anh có vẻ là hơi chững chạc xíu, cũng dễ thương. Thấy có hợp với mình không? Cũng hợp. Cũng hợp. Em có mong muốn ảnh làm gì cho mình không? Sau này thì em rất là cần cái sự quan tâm, chăm sóc nhiều. Thì anh sẽ cố gắng, mặc dù anh cũng hơi bụng về, nhưng mà anh nghĩ là quen từ từ rồi anh sẽ tập làm quen, rồi anh sẽ tự mình rèn luyện mình. Với một người xinh đẹp thế này thì anh nghĩ rằng là em sẽ tập trung hết sức mình để chăm sóc ha, không có vụng về nữa đâu. Bạn gái thích một người bạn trai chủ động thì em định sắp xếp tổ chức một cái buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai bạn là như thế nào? Anh sẽ mời em đi uống nước để mà mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đó anh sẽ quan tâm em giống như là một người bạn, hay là một có thể là một người anh trai hay một gì kỳ vậy? Không, đại khái là em muốn bắt đầu từ đầu tình bạn nó từ từ đi lên, nó sẽ tự nhiên thoải mái mà. Bấm nút này là đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Chứ không phải là anh trai em gái hay là bạn bè. Dạ. Anh chỉ sợ là quá cho bạn nữ thôi, tại vì em thấy là con trai thì nói chung là cũng hay quá lố một xí. Còn em thì em thích là em thích cái tự nhiên, nó nhẹ nhàng, cho tạo cho các bạn nữ cảm giác nhẹ nhàng thôi, bình thường thôi, chứ không cần quá phô trương rồi dễ làm cho bạn nữ sợ như những cái lần mà em quen trước đó. Thì thật sự là anh cũng muốn tiến tới lâu dài, anh chỉ sợ là anh không có mang lại hạnh phúc cho em thôi. Nếu mà có quen được em thì anh quá hạnh phúc.
Thì anh phải quyết tâm đem lại hạnh phúc cho em chứ sao mà anh sợ anh không mang được hạnh phúc cho em. Nào, bây giờ chúng tôi bạn tạo điều kiện thế này trai, ha, để chúng ta cảm nhận gần gũi nhau hơn nữa. Đứng lên bàn. Nào, chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận. Đấy, nắm tay. Rồi, nhắm mắt lại. Mạnh mẽ lên. Nào, bắt đầu. Quyết tâm. Anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em cảm ơn. Tí nữa bạn. Sao bà liên liếm nha. Về vị trí ngồi. Ngồi đây đi bạn. Phải mạnh mẽ trong tình yêu ha. Dạ. Gắng lên. Em gái á, em phải nói nhiều với anh trai nữa. Anh nghĩ rằng em gái của em rất thông minh, rất là năng động đấy. Nhớ nha hai bạn, suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta đã có vài phút để trò chuyện với nhau, mặc dù chưa có phải là tìm hiểu cái gì sâu sắc, nhưng cũng đủ để chúng ta kiểm tra lại xem cái cảm xúc của mình. Các bạn đang đối diện với người thân, ba mẹ, ông bà, hàng xóm và hàng triệu khán giả. Trái tim chúng ta không cùng chung nhịp đập, không có cảm xúc, chúng ta không nên bấm. Để cho nhiều người có điều kiện hăng bấm. Còn nếu cảm giác một nửa đó có thể thuộc về mình, hãy bấm các bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời em. Tại sao bạn gái không bấm? Em thấy là em có thể là em gái của anh. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ngoại của em đặt cho em, muốn đặt tên duyệt để là cái gì làm ra cũng duyệt trước rồi. Tức là được duyệt rồi, dạ, được mới duyệt rồi mới làm. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào duyệt đến em hết. Chưa đến. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Nào, xin mời bạn gái. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Ừ, xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Thờ, chị Hồng Vân. Chào em. Vâng. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Duy. Em sinh năm 85. Em sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện giờ em đang ở Bình Dương. Vâng, em ở tiệm sửa xe máy. Dạ. Tiệm của em hả? Dạ vâng. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh ở bên đó. Và em chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Mai Ánh Duyệt. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và hiện tại thì em đang công tác tại Bình Dương ạ, quê em ở Đắk Lắk. Duyệt. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ngoại của em đặt cho em, muốn đặt tên duyệt để là cái gì làm ra cũng duyệt trước rồi được mới duyệt. Đến. Dạ. Tức là được duyệt rồi, dạ, được mới duyệt. Rồi mới làm. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào duyệt đến em hết. Chưa đến. Rồi, em thấy điểm mạnh của em là gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết hát, đã từng làm MC nhưng mà làm trong trường mầm non hoặc là giao lưu với bộ đội á, làm tranh. Dạ, nói chung là mỗi thứ em làm biết một ít. Nữ công gia chánh. Nhược điểm của em thì nói hơi nhiều, nhiều lúc thì vẫn hơi vụng về một chút ạ. Rồi bạn bên kia. Em thì điểm mạnh của em thì là thật thà, yếu điểm của em thì cũng là thật thà luôn. Vâng, tại vì thật quá nên là nhiều khi hay bị lừa. À. Không có tật xấu gì không Duy? Dạ, em thì bề bộn. Không, con trai bề bộn không sao, rồi. Nằm có gia đình thì hết bề bộn thôi. Rồi, đúng rồi, nhiều khi cũng muốn gọn gàng lắm nhưng mà công việc nó nhiều quá, mình không thu xếp được. Không sao. Ừ. Bên gà đàn gái cho tôi biết một chút đường tình duyên đi. Dạ thưa anh chị, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Là mối tình thứ nhất của em cũng là mối tình đầu, là em quen ở Đắk Lắk cũng gần được 3 năm á. Em lên đây làm á là em quen là mối tình thứ hai. Ừ. Dạ cũng hơn năm á. Ừ, nhưng mà lý do chia tay? Chia tay là bởi vì là anh quá ghen quá mức. Nhiều lúc bạn bè em gọi là khác phái thì gọi điện hỏi thăm, gọi là một năm thì cũng gọi 1-2 lần hỏi thăm thôi. Thì cũng ghen mà đập đồ rồi chị. Thì đó, dạ, thì dạ. Nói chung là ghen đó, là dạ, mình dạ. Không có chịu nổi cái chuyện ghen kiểu như thế. Dạ. Bên đó làm sao người ấy ơi? Em thì cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì cũng quen trên Facebook ấy. Thực ra cũng được gần năm nhưng mà không gặp được nhau. Tại vì em yêu cô đấy thì do là cô đấy có tâm sự với em là một cô ấy, thứ hai nữa là bị cái bệnh
ung thư giai đoạn cuối đấy. Nói chung là mối tình đó làm cho em rớt nước mắt và cũng rất tiếc em không được gặp. Không gặp nhau luôn. Vâng. Sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng cảm thấy không hợp thì chia tay luôn. Nhưng mà em ơi, chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, cái bên nhà gái nhà chị á, là riêng về cái tình yêu mà ghen cuồng là không đồng ý nha, là chia tay nha. Vâng. Lăng nhăng là không có cửa ở cái nhà gái nhà chị nha. Dạ, vâng. Em vậy. Đây là không có lăng nhăng nha. Gặp nhau không gặp nhau mà quen Facebook mà ta vẫn yêu thương như thế, mặc dù cái người kia là bị một cái bệnh hiểm nghèo rồi. Em hãy nói cho chị Hồng Vân biết là mong muốn của em tìm người yêu thế nào. Em muốn muốn có một người phụ nữ biết quan tâm, và bản thân em sẽ cùng người đấy để tạo nên một cái hạnh phúc. Nên là em muốn một người phụ nữ là hướng về gia đình nhiều, nhân hậu, nói chung là cũng có ý chí trong cuộc sống. Không nhân hậu sao làm cô gái mầm non được, cô giáo mầm non có nhân hậu lắm. Đúng tùy chị ạ. Thế em có cái mẫu hình lý tưởng nào về ngoại hình đối với bạn gái không? Nhìn dễ thương một xíu, nhìn trông nhỏ nhắn một xíu. Yên tâm luôn. Trời ơi, cô gái dễ thương, rất là xinh luôn. Nếu như được thì khoảng bao lâu em đồng ý cho đàn trai bước tới? Thì là qua năm ạ. Qua năm hả? Trời ơi, mừng quá. Càng sớm càng tốt. Ok. Em không thích tật xấu gì nhất của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ, khi sửa xe thì phải dơ thôi. Nhưng mà xong sửa xe là không có dơ. Không, đó là nghề công việc thì em không nói. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cô gái lên bàn mối hẹn hò là không muốn đàn ông ở dơ. Không có ai muốn đàn ông ở dơ hết trơn. Thời gian này đàn ông ở dơ dữ lắm hay sao? Mang tiếng dữ cái gì đó. Bây giờ là em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai đầu, anh trai ruột luôn, với lại anh trai ruột hai em. Rồi, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của Duy. Duy ở nhà thì cũng tính cách cũng vui tính, cũng hòa đồng thân thiện. Bên đàn gái thì cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Anh nghĩ hai người bấm nút đi cho nhau cơ hội. Luôn, đúng rồi. Cứ đặt vấn đề thẳng luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, với em trai và chị hiệu trưởng và đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Bạn trai bên này chững chạc, hiền lành, rất hợp. Cô thấy thế nào cô? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Thứ nhất là em thấy là bạn trai hôm nay rất là đẹp trai và hiền lành. Và em cũng xin giới thiệu luôn về bạn gái của trường em. Bạn ấy rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn ấy rất là chu đáo với mọi người. Bề ngoài thì có thể anh này hơi hiền một tí so với bạn gái. Nhưng mà nếu mà để mà xét về một mối quan hệ lâu dài ấy, thì em nghĩ là nên bấm nút ạ. Rồi, hay, cảm ơn. Rồi, bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay đến chương trình, nói chung là anh cũng rất chi là vui. Thấy em tuyệt vời. Em cũng có một món quà, đó là hoa tình tay em làm. Em gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. Còn này nữa nè. Đó, tôi lo lắm á. Vâng, hôm nay em lên chương trình thì cũng có tự tay làm cái món nem đặc sản ở Thanh Hóa. Trước tiên mời anh Quyền Linh thử. Nhưng mà cái này thì hơi nhạt, thì phải có nước mắm. Nước vâng, nhưng mà em quên hôm nay không mang. Trời ơi. Vâng, cái này heo rừng ấy. Ngon quá. Vâng, anh cảm ơn cái. Rồi đem bẩn đi. Em mời chị. Trời ơi. Ngon. Tôi có quyền lấy một miếng không? Có chứ. Dạ vâng. Cảm ơn em. Ngon lắm mọi người. Làm ơi. Như heo để từ gái. Sáng giờ hơi chua chút. Cái này là cái sản phẩm đầu tay anh làm. Em có thể tự cầm được rồi. Em cảm ơn anh. Đầu tay em làm luôn á hả? Dạ vâng. Thì, ngon quá vậy. Cái này anh về anh lấy mắm mặn với lại tương ớt. Vậy này thuộc về anh luôn đúng không? Vâng đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Trò chuyện đi em. Hôm nay anh run quá. Lần đầu tiên lên chương trình này run. Em thấy anh thế nào? Dạ thì mới đầu thì em gặp anh thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền hơn em rồi đó. Thực ra cao, anh, to. Thực ra anh cũng không phải là hiền đâu. Anh hiền hay là mạnh mẽ tùy. Tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng đúng không? Tại vì xã hội bây giờ mà hiền quá cũng chết à. Anh thích mỗi người con gái như thế nào? Thực sự đến giờ phút này thì anh rất chi là muốn nghiêm túc. Còn là trước đây anh không có thời gian để nghĩ đến yêu. Cũng có rất nhiều người con gái thích anh, anh cũng thích nhiều người, nhưng mà thực sự ra anh không có thời gian để quan tâm đến vấn đề đấy. Lỡ anh không có thời gian cho em thì sao? Không, cho đến hôm nay lên chương trình ngồi trước
bao nhiêu người ở đây thì anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nếu mà nếu em cho anh một cơ hội. Quan điểm của anh là sau này khi về với nhau rồi á, hai vợ chồng sẽ có một kế hoạch, cảm thấy ở đâu mình có thể sống được, phát triển được thì mình ở thôi. Còn em thì nhìn bề ngoài thì cá tính vậy thôi, nhưng mà sống thì cũng là sống bằng nội tâm. Nói chung là sống về tình cảm á, cũng dễ khóc lắm. Thực ra thì anh cũng rất thích những người con gái yếu đuối. Khi anh nóng lên thì người con gái đấy chỉ cần rớt nước mắt là anh sợ lắm. Chân thật chỉ sợ đi nói yếu điểm của mình ra làm gì, mai mốt bà khóc hoài. Đối với em thì không phải là lúc đầu thì có thể là mình gặp nhiều, xong dần dần thì gặp ít đi thì em không thích là điều đó. Đúng rồi, anh cũng vậy, tại vì là anh là người hướng nội tâm. Anh cũng muốn có một người nào đó để mình quan tâm thực sự. Em không thích điểm gì ở người đàn ông. Nói chung là không có nóng tính và giận nhau cái gì. Thì nhiều lúc thì là em là con gái thì khi anh nóng thì em cũng có thể kiềm chế và em sẽ im lặng. Nhưng mà em không thích mỗi người con trai là giận hay ghen hay tức gì lên là đập đồ đập phá, em không thích như vậy. Nói chung là người đàn ông thì ai cũng có cái nóng, nhưng mà quan trọng là họ nóng như thế nào và biết kiềm chế, hay là nóng đúng lúc. Một chút biểu diễn tài lẻ của mình cho bạn gái đây coi nào. Thì em cũng xin góp vui với chương trình. Lâu lắm không đứng xa đã trúng tuổi chứ. Ôi. Bữa là cũng quơ quơ vậy mà anh lủng một lỗ đây. Bởi vậy hôm nay em mới lợn đem cái nhựa anh ạ. Rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nhé. Yeah. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên khi ta bấm nút. Rồi, cho em xin phép anh. Làm gì anh không cắn đâu. Em lấy chồng. Dạ. Yeah. Em không muốn sống chung với mẹ chồng, đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Yeah. Không sống chung với ai hết. Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À. Hả? Mời bạn nam. Rồi, xin chào bạn. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh. Rồi. Em xin chào MC rồi. Nam Thư. Ngồi xin bạn. Chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Nam Thư. Em chào, em. Chào quý vị khán giả đang ngồi phía dưới. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo và em đến từ Bình Dương ạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ, em sinh năm 1991 chị. Mình làm công việc gì hả Thảo? Hiện tại thì em có hai công việc thì ban ngày thì em làm kế toán, còn ban đêm thì em tự làm chủ cho em. Dạ, em bán hàng online, em đi dạy kèm hả chị. Mời bạn trai. Em xin giới thiệu với chương trình, em là Nguyễn Bá Ngọc. Em sinh 1983. Yeah. Em quê Thanh Hóa nhưng em vào Bình Dương 22 năm rồi. Ở Bình Dương 22 năm? Dạ. Ở đâu? Dạ, em ở Thuận An. Thuận An á hả? Dạ. Hỏi coi hai người gần nhau không? Anh hỏi là em ở chỗ nào Bình Dương vậy em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một anh. Cũng gần mà. Mình cho biết một ít cái ưu điểm, khuyết điểm đi bên đàn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng. Em dễ bắt chuyện, thân thiện. Nhưng mà khuyết điểm của em thì em lo xa. Nhưng mà cái xa của em nó cũng giống như người ta. Ví dụ chị nghe nè. Ví dụ như người ta đi xa thì chừng một cây số thôi, còn em đi xa lên tới sâu quả luôn á chị. Em đi xa quá. Em đi xa quá nên em cần một người kéo em xuống kịp thời. Thôi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, em thì em sống chân thật. Chân thật, dạ, hòa đồng, vui tính. Khuyết điểm của em là em hút thuốc khá nhiều. Hút thuốc nhiều à? Hút ngày mấy gói? Chắc cũng cả gói. Tại trời ơi. Em là kinh doanh buôn bán bên bia, em là phân phối. Nhà phân phối bia ha? Dạ. Ý, vậy thì chắc nhậu dữ lắm hả anh ơi? Không có chị Nam Thư, em thì nói chung không phải ai cung cấp bia cũng biết nhậu hết. Em thì cũng biết uống nhưng mà tiểu lượng em ít lắm. Công việc thì em cũng có tham gia chút thôi. Vậy thì được. Dạ. Nói chung là hút thuốc mà giảm được thì tốt nữa. Dạ. Nha. Rồi, đường tình của bên đàn gái sao?
Dạ hiện tại thì em cũng trải qua hai mối tình nhỏ nhỏ hồi sinh viên của em thôi chứ cũng không có gọi là sâu sắc cho lắm. Dạ. Yêu mấy tháng? Cái mối tình lâu nhất của em là hồi sinh viên thì kéo dài 3 năm rồi anh. Đã có hứa hẹn gì chưa? Dạ chưa luôn anh. Đã có nắm tay chưa? Dạ chưa luôn, cũng chưa hôn bao giờ. Trời. Yêu 3 năm mà chưa. 3 năm luôn. Thì bởi vậy nên tụi em mới chia tay á chị. Anh Ngọc ơi. Dạ. Mình đã nắm tay bao nhiêu cô rồi? Em thì cũng nắm rất nhiều mà chính thức được 3 cô chị. Ba cô luôn. Mối tình cô nào dài nhất? Là cô đầu tiên á anh. Tại em thì nói chung là yêu trẻ dữ lắm. 23 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Rồi ba cái mối tình đó tại sao lại chia tay nhau mà thứ quen là cũng bánh như vậy? Thứ nhất thì khi em còn ít tuổi á thì sự nghiệp của em chưa có gì hết mà mình xác định mình cuộc sống ở phương Nam này. Rồi cái khi mà mình có một cái kinh tế ổn định quen người cuối cùng á thì người ta lại không đồng ý là cuộc sống mình với mẹ mình. À, ý là chỉ hai vợ chồng sống thôi mà em là con trai duy nhất gia đình. À, có trách nhiệm gia đình với mẹ đúng không? Dạ, em vì nhà mình nhà em, riêng mình luôn. Em thì chưa có nhà nhưng tương lai 1-2 năm nữa em sẽ có nhà bởi vì em đang còn vướng bận vào kinh doanh buôn bán. Nhưng mà hướng sắp tới thì khoảng bao lâu nữa thì mình có thể 1-2 năm nữa tôi 1-2 năm nữa. Dạ. Bên đây cũng là một chàng trai có chí hướng nhưng mà thông báo trước là bên đây là ở với mẹ là bắt buộc phải là làm dâu đó. Dạ. Nếu vậy thì Thảo em có ngại chuyện làm dâu không? Em không có ngại cái vấn đề phải làm dâu nhưng mà em nghĩ là tốt nhất là nên ở riêng tại vì sinh hoạt vợ chồng thì sẽ nhiều cái nó sẽ thoải mái hơn. Thực sự là gia đình anh thì cũng có ít người thôi, anh và hai đứa em thôi. Mà hai đứa em thì nó lấy chồng và sinh sống ngoài Bắc rồi. Thì trong đây thì anh công việc của anh rất là bận, phải có mẹ để phụ giúp nhà cửa nói chung rất có nhiều việc. Như vậy thuận lợi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ Thảo, em có thể nói về cái mẫu người đàn ông mà em mong muốn tìm cho mình không, người yêu của lý tưởng của em? Thật ra thì em cũng không có mẫu gì cho lắm. Chỉ là người đó sống biết hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho em. Chứ là nhiều khi tính của em thì nó cũng hơi con nít tí xíu á. Nên cần một người nó cũng hơi trưởng thành hơn em tí xíu. Rồi, bên đây muốn một người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất là em mong muốn một người phụ nữ là hiền, là mẫu phụ nữ của gia đình. Của gia đình. Và có một nét đẹp truyền thống. Rồi để anh qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ, có gì nói nghe anh. Rồi, đàn trai qua xem mắt đàn gái. Dạ, em chào anh. Chào gái. Dạ. Cười rất là tươi ha. Công nhận em cũng là một người có chí hướng đó chứ. Dạ. Làm việc sáng rồi trưa chiều tối luôn nữa. Dạ, em là người sống tự lập anh. Chính em xác. Em độc lập về tài chính. Đúng vậy. Nãy giờ nghe em bên kia nói thì em cảm nhận ảnh là người thế nào? Em mới cảm nhận sơ sơ thì nghĩ ảnh cũng là người có tình cảm. Đúng rồi, tại vì ảnh đang chăm sóc mẹ của mình đó. Thật sự anh nói ở đây á, với tư cách đàn anh của em đó. Dạ. Hãy về sống chung với mẹ chồng đi. Mẹ chồng bây giờ á, không phải như mẹ chồng ngày xưa. Mình về đó mình có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi. Có thể em sinh em bé rồi mẹ chồng chăm sóc, em đi làm em có thể phát triển. Còn bây giờ này, nếu em ở một mình, em phải đứng ra chăm sóc, em đâu có làm việc được đúng không? Tại vì em tính em nó độc lập từ đó giờ rồi nên giờ có người khác vô em cũng hơi khó chịu. Cái này em nghĩ là phải để hai bạn tìm hiểu với nhau rồi thích nghi như thế nào rồi. Không, tức là anh muốn em thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Dạ. Sống một mình buồn lắm em ơi. Dạ. Ha? Chào anh. Dạ em chào chị. Anh thấy. Dạ thôi anh được nghe bằng chị. Trời dạ. em trẻ lắm. Anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào về ngoại hình á? Thì ngoại hình thì từ 1m55 tới 1m6 được rồi chị. Dạ. Cân nặng thì tầm 55-60 cũng được, vậy thôi. Vậy thì nãy giờ nghe nói chuyện rồi đó, anh hình dung cô gái bên này như thế nào? Em nghĩ là cô bên đó cũng cá tính cũng mạnh. Cô nói là cô độc lập thì em cũng bước ra cuộc sống, bước vào đời là lúc 15 tuổi. Em cũng độc lập từ lúc 15 dạ, tuổi. Dạ. Hai người độc lập, cưới về hai người sống hai nhà cũng được. Thôi, cho nó bây độc giờ lập. Mình giao lưu người thân đi. Đúng rồi. Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với bạn của em chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay à. Dạ, thì em chỉ có vài điều muốn nói là bạn của em thì tính tình thì khá là trẻ con. Nói chuyện thì rất là vô tư, hồn nhiên và nghĩ sao nói vậy. Nếu mà hai người mà có đi với nhau về sau này á, thì em nghĩ là anh sẽ có một trái tim anh phải nói là rất là... rất là vĩ đại để có thể mà bao bọc những cái tính tình hơi trẻ con của bạn em anh. Rồi. Dạ em chỉ có nói vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn em. Hôm nay Ngọc đi với ai? Dạ em đi với mẹ với các anh chị trong gia đình. À có mẹ nữa hả? Có mẹ nữa hả? Rồi chào cô.
Dạ, lời đầu tiên tôi xin chào trường quay, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ, có nhiều và xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Ngọc. Thì hôm nay tôi đi đến đây với cháu thì với nguyện vọng là cũng mong gái của cháu là hợp với cháu để tôi mau có con dâu, có cháu nội đứa bồng. Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? À con ơi, Thảo ơi. Dạ, con chào cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khó khăn gì đâu. Thì cô cũng làm dâu rồi mà. Thì con thì nói thật là cô thì có mình nhìn là Hằng Ngọc con trai thôi. Nói chung là mẹ con thì cũng phải đùm bọc. Nếu mà hai con mà có đến được với nhau được, con cứ thích ở riêng thì cũng được, không sao. Không sao, cô nói thật, cô rất dễ. Dạ. Cô lại muốn thích về quê, về muốn đi đâu đi cũng được, cũng không sao. Thường quá. Cô dạ. Đừng cứ thật. Rất là tâm lý. Một người mẹ tuyệt vời luôn. Dạ. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không gian riêng của hai bạn. Dạ. Cứ tìm hiểu và trò chuyện và quyết định nha. Mở rào. Chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ, đây là quyển sách em tâm đắc nhất nhưng mà em chưa có kịp đặt nó nên hy vọng là anh sẽ ngồi đọc cho em nghe. Dạ anh cảm ơn em. Dạ, đây là 99 bó hồng cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em ạ. Rồi bây giờ hai người bắt đầu nói chuyện đi nha. Nếu anh nói nếu mà chúng mình đến được với nhau thì em mong muốn một cái cuộc sống gia đình như thế nào? Em anh chỉ đơn giản là vợ chồng hiểu nhau là được rồi. Thì hồi nãy em nói là em chỉ muốn hai vợ chồng sống thôi. Tại vì kiểu như là em nó độc lập quá cho nên nhiều khi tính của em nó cũng hơi vô tâm. Nhiều khi em cũng hững hờ với người khác lắm. Em cũng ít quan tâm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Em có thể tranh luận với bạn ấy để tìm ra mấu chốt để cùng hòa hợp với nhau. Cái chuyện mà ở chung với mẹ và không ở chung với mẹ, chuyện này khó đó. Cái vấn đề là em nói ra là ý là trong cái cuộc sống gia đình đó, ví dụ anh với em tới với nhau là ý là chỉ có anh và em thôi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì với anh thì anh không thể chấp nhận được. Không, thật ra thì nó cũng xuất phát từ cái khuyết điểm của em. Tại vì em là cái người hơi hay lo xa này kia. Nên là em nghĩ là ở chung thì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn á. Thì khi em chỉ thương cái người đàn ông của mình thôi. Tại vì khi mà lúc đó người ta sẽ đứng ở giữa mẹ và vợ, không biết là phải xử lý là nghiêng về bên nào. Nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là em không thích ở chung. Rồi, anh hiểu vấn đề em muốn nói rồi. Thì anh cũng nói là vấn đề là nói chung để nói nhanh Quỳnh Linh để tìm ra được cái chung nó thiệt là khó. Vì anh cũng quan điểm của anh là như vậy. Dạ. Bây giờ quan điểm cuối cùng, bởi cái đây là cái mà nãy giờ vẫn chưa giải quyết được. Em lấy vợ. Dạ. Bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng. Dạ. Em không muốn sống chung với mẹ chồng. Đúng không? Dạ đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Không sống chung với ai hết. Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À, hả? Tức là sống chung gia đình em thì được. Dạ đúng rồi, sống chung gia đình em thì được. Ý, cái đó phải lo xa mà, cái đó là ích kỷ đó bé gái. Sao vậy em? Sao sống chung gia đình em được mà không sống chung gia đình chồng được? Anh nói nè, về nhà chồng đi rồi em sẽ hối hận những cái lời nói của em đó. Thôi cái này để suy nghĩ sau. Suy nghĩ sau hả? Không, bây giờ mình phải giải quyết cho ra vấn đề. Chị nói nghe nè. Những gì em nói ở đây, dạ. Những gì em suy nghĩ ở đây, tất cả khán giả ngồi trường quay đều thấy, tất cả khán giả xem TV sẽ chứng kiến. Và qua đây họ sẽ có đánh giá, họ sẽ có suy nghĩ về em, về phát ngôn của em. Nên thực sự phải cẩn trọng. Ví dụ như chị đang nghĩ là em muốn độc lập hai chồng sống với nhau, cuối cùng bây giờ em giật ngược lại, em nói về sống với gia đình em. Như vậy không phải là chị nghĩ là hơi bị ích kỷ cho bản thân mình rồi. Suy nghĩ kỳ lại đi em gái, về nhà chồng nha. Dạ thôi, nếu mà anh nãy giờ suy nghĩ vậy em thấy ý kiến nó cũng hay. Cũng hay, đúng rồi. Một tràng pháo tay cho cô gái. Thật sự thế này nè, anh thấy anh Ngọc đây cũng rất là chân thành. Em một cô gái cũng rất là dễ thương. Mẹ chồng dễ thương vô dễ cùng thương, luôn. Rất thương. Tại vì em nhiều cái nãy như bạn em bà lo... bớt lo xa đi. Mọi người cho em xả cái nha. Bà sợ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rồi chồng đứng giữa rồi không biết rồi lỡ con trai lúc phải binh mẹ. Bà bớt lo xa đi, hiểu không? Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ thế kỷ 21.0 rồi. Đừng có la em gái tôi. Em gái tôi dễ thương, em gái tôi sợ thôi. Dạ. Anh hiểu em. Không phải. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là em đồng ý về nhà chồng chưa? Dạ rồi anh. Rồi nha, nghe lời anh đi.
đây là chỗ dựa rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi nha, được rồi đó Ngọc. Bớt lo xa nha, bớt lên chân chân nha. Em gái rất là dễ thương nhưng có một điều là em giữ quan điểm của mình quá. Dạ. Cuối cùng thì cánh cửa tình yêu cũng đã mở đó. Dạ. Bây giờ để giải tỏa căng thẳng mình hát nhau tặng nhau một bài đi, cái chuyện này sao nó căng thẳng quá. Ờ vậy đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát. Bắt đầu. Em thì không nhớ tựa bài hát gì mà cứ hát ra chắc là người người sẽ biết. Dạ. 2 3. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm, phải giấu con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa lạnh vai em anh thấy lòng mình giá bằng. Hay quá. Giây phút quyết định đã tới. Nếu mà Thảo rung động thì Thảo bấm, nếu Ngọc rung động thì bấm. Không phải bấm để mình vừa lòng ai đó, thích thì bấm, không thích thì thôi. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Em có bấm không vậy? Dạ không. Rồi, cảm ơn em. Đứng lên nè. Đây, hoa của em. Thảo ơi, tại dạ, sao lại không bấm Thảo? Không, thật sự bạn Nam cũng là người rất là tốt. Nhưng mà nãy Gia nói là mình chỉ thật sự cảm thấy rung động thì mình mới bấm. Đúng vậy. Dạ, tại vì có thể là bạn đó tốt nhưng mà có những cái em chưa thật sự cảm thấy rung động với bạn. Chính xác.